con cùng anh chị em. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con được hết lòng tin cậy Ngài, vì Chúa luôn chống lại kẻ kiêu ngạo và người tự phụ về sức mình. Song Ngài không hề từ bỏ những ai khoe mình về sự thương xót của Ngài. Nhân danh Chúa cứu thế Giêsu Chúa chúng con, là đấng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. Amen. Xin anh chị em an toàn. Theo lịch phụng vụ thống nhất, Chủ nhật thứ 18 sau Thánh Linh giáng trần, ngày 4 tháng 10 năm 2009. Bài học thứ nhất, sáng thế ký, chương 2, từ câu 18 đến câu 24. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất hẳn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho Pha-ri-seo đến gần Đức Giê-xu và hỏi rằng: thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? Tức là bỏ đó. Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: thế ông Mô-xê đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời: ông Mô-xê đã cho phép viết giấy ly vị mà rẫy vợ. Đức Giê-xu nói với họ: chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam, có nữ. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói, ai rẫy vợ mà cưới người khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình. Và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-xu để người đặt tay lên trên chúng. Nhưng các môn đồ la rầy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật, anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Đó là phúc âm của Chúa. Xin chúng ta tiếp tục đoạn ca. Thank you.
xin anh chị em an toàn. Nếu chúng ta nhớ những gì chúng ta vừa nghe trong câu 11 và 12 của phúc âm hôm nay, rõ ràng là Đức Chúa Giêsu phán xét về việc ly dị. Ngài nói rằng ai bỏ vợ mà cưới người khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Theo như lời Đức Chúa Giêsu phán xét trong hai câu kinh thánh này, thì nếu chúng ta không muốn phạm tội ngoại tình thì sau khi ly dị người ta không được bước thêm bước nữa, không bao giờ được tái hôn. Đó là lời Đức Chúa Giêsu phán xét, có ghi trong kinh thánh. Đức Giêsu buộc tội những ai ly dị và sau đó đi kết hôn với người khác thì như phạm tội ngoại tình. Bây giờ thì chúng ta thấy là nếu mà khám phá thấy rằng khi một người này có liên hệ tình cảm với một người khác và người đó đã có vợ, nếu đó là một nhân vật nổi tiếng thì người ta tìm hiểu coi là sự liên hệ tình cảm đó xảy ra trước khi người này ly dị vợ, hay là sau khi người này ly dị, hay là trước khi người này ly dị chồng, hay là sau khi người này ly dị chồng, để phán xét rằng cái hành động của người đó đó có tội hay không. Nhưng mà đối với lời Chúa thì trước sau gì cũng vậy thôi. Ly dị và đi tái hôn là có tội ngoại tình rồi, không cần biết là đã ly dị hay chưa. Bây giờ nếu chúng ta xét đoán việc đồng tính luyến ái là phạm tội thì đây cũng là cái câu kinh thánh giúp chúng ta chứng minh rằng sự xét đoán của mình là đúng. Vì rõ ràng Đức Chúa Giêsu nói trong câu 6: còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một xương một thịt. Có nam có nữ. Nếu chúng ta buộc tội hay là chúng ta chống đối việc đồng tính luyến ái thì đây là cái câu mà chúng ta có thể dùng để phản đối việc đó, để chống lại việc đó, để bắt tội việc đó. Trở lại, Đức Chúa Giêsu phán xét rằng ly dị và tái hôn là phạm tội tà dâm. Vì vậy trước đây việc ly dị là một điều scandal. Trước đây mấy chục năm, xã hội Việt Nam của chúng ta bây giờ ly dị cũng còn có một chút cấn cãi đó. Xã hội Mỹ thì khoảng 30 năm về trước thì việc ly dị cũng là một cái điều làm cho gia đình rất là lúng túng, cảm thấy có mặc cảm, không xứng đáng với gia đình, với xã hội. Xã hội của mấy chục năm trước xét đoán việc ly dị như một cách rất là trầm trọng, nghiêm nhặt. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ hiện tại chỉ sau mấy chục năm thôi thì cái nhìn của chúng ta về ly dị thì sao? Chúng ta không những thông cảm, chúng ta không những chấp nhận việc ly dị của con chiên trong hội thánh,